Xin chào anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Và ngày hôm nay thì Việt lại tiếp tục giới thiệu những chiếc TV cũ giá rẻ đến với tất cả mọi người nhé. Thì ngày hôm nay Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV 55 inch của hãng Samsung và một chiếc TV 43 inch của hãng Sony. Hai chiếc TV ngày hôm nay khá là đặc biệt và Việt rất mong mọi người có thể xem hết video ngày hôm nay của Việt để có thể là lựa chọn cho mình một chiếc TV phù hợp nhất nhé. Thì chiếc TV đầu tiên Việt sẽ giới thiệu cho mọi người là một chiếc TV 55 inch của hãng Samsung. Chiếc này thì có độ phân giải màn hình là 4K, có kết nối Wi-Fi, kết nối mạng rồi, cho nên là có rất nhiều ứng dụng để anh chị có thể xem phim cũng như là giải trí trên chiếc TV này. Ở đây là một số ứng dụng của chiếc TV này có tích hợp sẵn như YouTube, Netflix, MyTV và VOOn. Ngoài ra thì chiếc TV này còn có một cái phần cửa hàng nữa để cho anh chị có thể là tải thêm một số ứng dụng về để chúng ta có thể trải nghiệm. Giờ thì Việt sẽ giới thiệu một chút về ngoại hình cũng như là thiết kế và tình trạng của chiếc TV này để mọi người có thể là lựa chọn nhé. Và vì sao Việt lại nói là đặc biệt thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người trong video ngày hôm nay. Đấy, thì chiếc này nó có một cái thiết kế khung viền là bằng nhựa, chân đệm cũng được thiết kế hoàn toàn là bằng nhựa. Đây là một cái thiết kế chung trên những cái dòng TV của Samsung rồi. Ở chính giữa của chiếc TV này là một cái logo của hãng Samsung được màu bạc, nhìn rất là đẹp mắt. Việt sẽ quay một chút về mặt lưng sau, giới thiệu một chút về mặt lưng sau để cho anh chị có thể tham khảo nhé. Thì chiếc này nó được thiết kế mặt lưng sau là hoàn toàn bằng nhựa. Ở trên này là cái chỗ thiết kế một số cái lưỡi tản nhiệt để giúp TV có thể là được tản nhiệt tốt hơn. Và chiếc này thì có cái mặt lưng sau được thiết kế vân sóng nhìn rất là đẹp mắt, nhưng mà nó cũng hơi bám bụi một chút. Ở dưới này là một số cổng HDMI, USB và cổng optical được tích hợp sẵn ở bên hông để cho chúng ta tiện cắm những cái sợi dắt này lúc chúng ta có thể treo tường. Và mặt lưng sau là được thiết kế một số cổng như là AV và cổng LAN. Đây. Rồi giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho anh chị một chút về hình ảnh cũng như là âm thanh trên chiếc TV này. Thì Việt sẽ nói luôn vì sao chiếc TV này lại đặc biệt là chiếc TV này nó sẽ có một cái lỗi nhỏ ở trên màn hình, nhưng mà lúc chúng ta xem hình ảnh bình thường như thế này nó sẽ không có. Chỉ có một đôi chỗ thì chúng ta mở lên nó sẽ thấy thôi. Ở đây thì nó sẽ có lúc mà màn hình của TV nó không hiển gì thì nó sẽ có hai cái chấm màu hồng này. Nhưng mà hai cái chấm màu hồng này thì nó sẽ không lan ra và nó không hiển rõ, nó cứ như vậy theo thời gian mãi mãi luôn. Nhưng mà vào hình ảnh thì nó sẽ không thấy gì. Đấy, còn một cái điều đặc biệt là như thế. Và chiếc này thì Việt sẽ bán rẻ đi một chút, và anh chị có những anh chị nào mà có nhu cầu về để chúng ta lắp phòng karaoke hoặc là xem hàng ngày cũng được, vẫn không sao, chiếc này vẫn xem đẹp. Việt sẽ mở một cái video để anh chị có thể là tham khảo và trải nghiệm nhé. Đây, Việt sẽ mở một video này đi. Thì sẽ quay gần một chút, nó không hiển lên, không thấy và xem rất bình thường, không sao cả. Thì sẽ ok. Đấy, anh chị có thể thấy là lúc mà chúng ta xem video thì hai cái chấm màu đỏ đấy, màu hồng đấy thì nó sẽ không hiển lên và xem thì rất bình thường, không sao cả. Việt sẽ quay xa một chút này, hoặc là để Việt chuyển cảnh khác đi để cho anh chị có thể là tham khảo được nhiều cái mẫu cảnh hơn. Đấy, rất bình thường và không sao, không hề thấy cái nốt đỏ đấy, nốt màu cam đấy. Việt sẽ quay xa một chút và Việt sẽ to volume cái đây, Việt sẽ quay cận cảnh. Đây, chỉ lúc mà chuyển sang phông màu đen thì nó sẽ hiển lên một chút ở đây thôi. Nhưng mà những cái phông bình thường thì nó xem rất đẹp,
không hề có những cái lỗi hay là những cái hiển thị hình ảnh gì cả. Và nếu như mà anh chị nào mà cần một chiếc TV về để chúng ta làm những cái sự kiện cũng như là xem camera hoặc là lắp phòng karaoke thì chiếc này đáp ứng rất là tốt. Và nếu như anh chị nào mà cần một chiếc TV nó vừa tiền để xem phòng khách, xem gia đình thì chiếc này cũng rất là hợp lý. Bởi vì hình ảnh của chiếc này 4K và có kết nối wifi rồi cho nên là rất được cho anh chị trải nghiệm cũng như là sử dụng. Thì Việt sẽ quay một chút này. Còn về chất lượng âm thanh của chiếc TV Samsung thì Việt cũng đánh giá khá là nhiều trên những cái video của Việt rồi. Thì nó to, vang và nghe, Việt đánh giá là nghe thích nhất trong những cái dòng TV của hiện tại bây giờ. Đấy. Và ngoài ra thì anh chị có thể xem những cái kênh truyền hình thông qua là Vion hoặc là MyTV cũng rất nhiều. Thì chiếc này hiện tại Việt đang để mức giá cho anh chị là 5.300.000. Nếu như anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy nhanh tay gọi với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Thì Việt để chiếc này cũng khá là rẻ, rất là rẻ luôn. Và Việt cũng sẽ bảo hành cho anh chị 3 tháng. Nếu như mà cái vết này nó có hiển thị đậm hơn hay là nó to hơn thì Việt sẽ bảo hành và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho anh chị nhé. Rồi, thì tiếp theo Việt sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc TV tiếp theo của hãng Sony. Mời anh chị cùng Việt trải nghiệm và đừng quên cho Việt một like để giới thiệu sản phẩm của Việt tới với nhiều người hơn. Những người mà có nhu cầu sử dụng những chiếc TV mà chỉ có mức giá trung bình. Tiếp theo là một chiếc TV 43 inch của hãng Sony. Chiếc này thì có model là 43X8000E. Và tại sao Việt lại nói với mọi người là chiếc này đặc biệt thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người ngay luôn nhé. Mọi người có thể thấy thì bình thường những cái video lần trước Việt có giới thiệu cho mọi người những chiếc TV 43X8000E đều có khung viền bằng màu đen. Nhưng ngày hôm nay thì Việt đã sưu tầm được một chiếc TV có cái khung viền được mạ bạc. Và nếu như anh chị nào mà để phòng khách chiếc này thì nó rất là đẹp bởi vì nó được mạ bạc và giúp cho cái không gian của nhà mình được sáng hơn, nhìn nó đẹp mắt hơn. Đấy. Rồi giờ thì Việt sẽ giới thiệu một chút về hình ảnh cũng như là âm thanh và ngoại hình tính năng của chiếc TV này để anh chị có thể là tham khảo cũng như là lựa chọn nhé. Thì chiếc này có đủ phân giải màn hình là 4K và có những cái tính năng như là tìm kiếm giọng nói, kết nối Bluetooth, chia sẻ màn hình điện thoại lên TV. Việt sẽ quay gần hơn một chút về cái khung viền này để anh chị có thể là tham khảo. Chiếc này thì được thiết kế khung viền được mạ kim loại và mạ bạc rất là đẹp và rất là mỏng. Chiếc này thì Việt cũng đã giới thiệu khá là nhiều rồi nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt là một chiếc được mạ bạc cho nên là nếu như anh chị nào mà yêu thích chiếc này thì có thể nhanh tay gọi với Việt để được Việt gửi hàng cũng như là tư vấn nhé. Đấy. Rồi Việt sẽ quay cho anh chị một chút về màu sắc hình ảnh. Chiếc này thì có đủ phân giải màn hình là 4K cho nên là những cái giải màu cũng như là màu sắc trên chiếc TV này rất là chân thực. Và Việt to volume lên một chút để cho anh chị có thể là tham khảo. Đây. Màu sắc rất là tươi và rất là đẹp. Chiếc này thì có cái chân đê cũng được mạ bạc luôn cho nên là nó nhìn rất là đồng màu trên chiếc TV này. Và tiện thể ở trong video ngày hôm nay thì Việt cũng giới thiệu cho mọi người về cách chỉnh hình ảnh trên chiếc TV của Sony. Cũng có thể là rất nhiều anh chị không biết thì trên cái điều khiển này nó sẽ có một cái là action menu. Thì anh chị ấn vào đây nó sẽ hiển thị cái bảng để chúng ta có thể cài đặt hình ảnh cũng như là âm thanh chứ không phải là ấn nút menu này. Ở đây thì nó sẽ không có anh chỉ phải ấn nút option menu thì nó sẽ hiển ra như thế này. Còn trên những cái dòng TV của LG cũng như là Samsung thì trên kia nó sẽ có nút cài đặt thì anh chị chỉ cần ấn cái nút đấy lên là được. Đấy, anh chị có thể vào đây là cài đặt hình ảnh cũng như là âm thanh loa. Ở trong này thì có rất nhiều chế độ âm thanh. Thì anh chị có thể vào đây để cài đặt những cái chế độ âm thanh. Thì bình thường ở chế độ tiêu chuẩn là cái chế độ mặc định của các hãng TV lúc mà bán ra. Nhưng mà anh chị có thể là cài đặt những cái chế độ hình ảnh khác để cho chất lượng âm thanh
nó phù hợp với không gian cũng như là những cái video mình đang xem. Đấy, rất là nhiều, rất là nhiều tính năng để anh chị có thể là trải nghiệm. Rồi, sẽ giới thiệu một chút về một số ứng dụng cũng như là một số tính năng trên chiếc TV này để cho anh chị tham khảo. Thì chiếc này là có hệ điều hành Android, cho nên là anh chị có thể tải thêm một số ứng dụng để chiếc TV có thể trải nghiệm. Đây là YouTube này, FPT Fly. Ở đây thì Việt đã tải sẵn rất là nhiều ứng dụng như Zing MP3 để anh chị có thể nghe nha. Đây là cái ứng dụng để anh chị có thể chia sẻ màn hình điện thoại lên TV. Ở đây là My TV, TikTok. Đây, Việt sẽ giới thiệu cho anh chị. Nếu như anh chị nào mà thường xuyên xem TikTok thì có thể là tải cái ứng dụng này về để chúng ta có thể trải nghiệm ở trên TV. Màn hình nó sẽ to hơn và chúng ta xem nó cũng được thoải mái hơn. Đấy, rất là nhiều ứng dụng cũng như là tính năng để anh chị có thể là trải nghiệm nhé. Rồi ở chính giữa đây là cái logo của Sony cũng được mã bạc. Để sẽ quay ra toàn cảnh của chiếc TV này. Đấy. Rất là tuyệt vời, một chiếc TV rất là đặc biệt. Ngày hôm nay thì Việt có giới thiệu cho anh chị về hai chiếc TV mà nó rất là đặc biệt. Đây. Việt sẽ vào xem một số thông số của chiếc TV này nhé. Đây. Tùy chị vào phần giới thiệu thì chiếc TV này nó sẽ có model là có hệ điều hành là 9.0, ở đây phiên bản 9.0. còn nếu như mà anh chị nào mà muốn trải nghiệm thêm nhiều ứng dụng thì chúng ta hãy vào phần Google Play, cửa hàng Play đây, và trong này thì còn rất nhiều ứng dụng cũng như là trò chơi game để cho anh chị tha hồ giải trí cũng như là trải nghiệm trên chiếc TV này. Đấy. Thì nếu như mà anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng một chiếc TV 43 inch thì có thể ủng hộ Việt bằng chiếc này nhé. Chiếc này thì Việt đã thay màn hình mới rồi. Đây, tem. Và Việt đã cắt một cái góc ở góc màn hình này để cho anh chị có thể lột cái lớp ni lông ở ngoài ra. Thì, chiếc này thì Việt sẽ bảo hành là 6 tháng. Thì nên như mà anh chị nào mà cần một chiếc TV về để chúng ta trưng bày phòng khách cũng như là hát karaoke hay giải trí thì có thể lựa chọn chiếc này nhé. Chiếc này thì hiện tại bên Việt đang có mức giá là 4.600 kèm điều khiển giọng nói. Và Việt có gửi hàng toàn quốc. Nên như mà anh chị nào ở xa muốn mua những chiếc TV ở bên Việt thì hãy liên hệ với Việt để Việt trao đổi cũng như là tư vấn về sản phẩm nhé. Cảm ơn anh chị đã xem ngày buổi giới thiệu những chiếc TV ngày hôm nay của Việt. Và ngày hôm nay thì Việt đã giới thiệu cho anh chị về hai chiếc TV, một chiếc 55 inch và một chiếc 43 inch của Sony. Và nếu như anh chị nào mà yêu thích một trong hai chiếc TV ngày hôm nay của Việt thì hãy liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.